Vâng, sau đây em khui thùng con JBL4312MK2. Thì bên em mới về được con thùng xốp, và những con không thùng xốp cũng có nha các bác. Thùng xốp với giá tốt hơn, rỉ hơn và chịu. Đây, đây là con thùng xốp, hiếm lắm nha các bác, không phải có lúc nào cũng có những cặp thùng xốp này đâu. Thì giá nó có đắt vài triệu thì cũng đáng, thì nó có thùng xốp hàng sưu tầm. Rồi sau đây em cũng khui ra thì các bác cùng xem xốp đầy đủ hết cho các bác nha. Đấy, các bác thấy thùng xốp nó còn đẹp như thế này mà. Đấy. Và em còn một cặp 4312 A nữa nha các bác, cũng thùng xốp luôn, sẽ có video ở ngày mai. Tối nay thì que cái này rồi sẵn que mấy cái kia để các bác cùng xem. Đây là que theo ý của bác chủ luôn này, để tranh thủ que cho bác để bác không sáng từ chiều giờ luôn. Đấy. Tranh thủ. Bác đã khui thành công. Ngày mai về, nhưng mai về được hai cặp full nữa các bác. Mai về được hai cặp lo full lo gì nhỉ? 30 như một cặp CBL4412A nha các bác. Thùng vàng đẹp lắm. Đây. Xốp nó này nha. Đấy, rất đẹp, mộc mạc luôn nha. Vâng, và em nó đã ra thùng xốp quá, quá đẹp nha, quá xuất sắc luôn. Càng cũng là càng xanh luôn nha. Đấy. Là cái lõi gỗ này các bác, lõi gỗ. Đây, quá đẹp nha. Sự bắt 30, một mic một chép, đây là những dòng loa monitor. Tiếng tuyệt vời rồi. Hôm nay em bán cũng như giao lưu các bác rất là nhiều. Tại vì nó nghe hay và trưng bày đẹp nữa các bác. Nó đạt nhiều, rất là nhiều tiêu chuẩn. Rồi. Hàng thùng xốp thì vuông thành sắc cạnh thấy không? Sắc liếm. Và những cặp không thùng nó cũng rất là đẹp nha quá. Không thùng nó cũng rất là đẹp. Đặc trưng những dòng 4012MK2 nó sẽ sử dụng tràm bắp chuối nha. Đấy thì vậy thôi, khui thùng xốp để các bác cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của con 4312MK2 này. Về trong ngày nay, ngày mai em sẽ que cặp 4312A cùng thùng xốp luôn nha. Các bác nhớ theo dõi bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh, và yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Rồi, chờ chuẩn bị que những cái âm ly.